Cậu đừng có uống, hộp này uống hết rồi. Thưa cô, em bị mất cây viết quý mà bố em đã mua tận bên nước ngoài về đó cô. Để tôi kiểm tra cặp cậu. Thưa cô, em đã tìm thấy bằng chứng. Đưa cô xem. Tớ không muốn ngồi với đồ ăn cắp vặt như cậu. Thưa cô, em muốn đổi chỗ. Nhưng mà sữa mày uống là sữa của bố tao mua. Vậy thì áo này cũng là áo của tao. Trả đây. Trời, cái gì vậy? Uống ra coi. Tao định đánh thôi à. Đánh đi bên đây nè. Con, tao tìm được bố tao rồi tao sẽ cho bọn mày biết tay. Thơ, Thơ. Mình muốn ngày mai ngủ dậy là Tết. Mình không muốn làm bài tập nữa. Mình muốn đi đá bóng thôi. Alo, anh có nghe em nói không? Wow, nghe. Anh muốn trở thành cầu thủ mà không cần phải làm bài tập hả? Ừ, đúng. Cầu thủ chỉ cần đá bóng giỏi thôi. Anh mơ đi.